Chiến thần sở Bắc Lạc Mai chương 381 mà cũng không dám đánh cuộc Gì vậy, các gia tộc lớn có máu mặt ở Tân Hải đến hết rồi mà, còn ai nữa đâu Sao tôi biết được, hay anh ta tự bịa ra để thu hút sự chú ý của người khác Chịu, bây giờ, để nổi tiếng, người ta có thể bất chấp tất cả đấy Mọi người bắt đầu xì xào rồi nhìn Thanh Phong với vẻ coi thường À, hình như tập đoàn Bắc giã chưa tới audio điện tử võ tấn bền. Đúng lúc này, không biết ai đó đã nhỏ giọng nói một câu. Cả hội trường lập tức im phăng phắc. Các tiếng bàn tán ngưng hẳn, sau đó họ há hốc miệng với vẻ mặt kỳ lạ. Tập đoàn Bắc Giả? Đúng rồi, họ chưa tới. Tất cả mọi người ở đây chỉ chăm chăm để ý tới các thế lực gốc Tân Hải. Mà quên mất một thế lực siêu mạnh vừa tới đây. Tất cả đều im lặng. Ánh mắt họ nhìn Thanh Phong đã khác hẳn không lẽ người thanh niên này là người của tập đoàn bắc giã dương xuyên cũng đang cau mày còn nhà lạc mai thì không dám thở mạnh nếu thanh phong đúng là người của tập đoàn bắc giã thì to chuyện rồi sao anh định nói mình là người của tập đoàn bắc giã à tuy nói vậy nhưng giọng điệu của dương xuyên chứa đầy vẻ căng thẳng anh nghĩ sao thanh phong mỉm cười dương xuyên nghe vậy thì đứng hình chương 382 mọi người đều im lặng đến mức đáng sợ. Thanh Phong không những là người của bác giã, mà còn là tổng giám đốc ư. Ôi thôi, mọi người đều sững sờ không nói được gì. Không thể nào. Dương Xuyên cao giọng ngoài sự bàng hoàng ra thì chỉ còn lại vẻ sợ hãi. Hắn ta không ngờ Thanh Phong lại là tổng giám đốc của bác giã. Nhớ lại lời mình vừa nói với Thanh Phong, Dương Xuyên thấy toát mồ hôi hột, còn mấy người nhà họ Lạc ở phía sau thì sợ đến mức tái mét mặt, chỉ muốn tìm cái lỗ lẻ nào để chui xuống. Tôi, không chỉ có Lạc Tuyết đang đứng cạnh Sở Bắc, mà cả Chu Minh Hạo và Trương Hồng Viễn cũng đang vô cùng kinh ngạc. Họ chỉ biết thân phận của Thanh Phong chắc chắn không đơn giản, nhưng không ngờ anh ta lại là tổng giám đốc của Bắc Dã. Thân phận này của anh ta có thể đè bẹp mọi người ở đây. Đương nhiên là trừ Sở Bắc ra. Sở Bác chỉ mỉm cười đứng cạnh Lạc Tuyết, như thể đã lường trước được mọi việc. Tại sao không thể? Thanh Phong cười hỏi. Nếu anh không tin thì có thể hỏi Dương Thiên Trạch, nhưng tôi e nhà họ Dương không gánh được hậu quả đâu. Thình thịch, nghe thấy thế, Dương Xuyên co rúm người lại, mặt thì trắng như tờ giấy. Dương Thiên Trạch là tên của ông nội hắn ta. Dù ở tỉnh, nhưng cũng không có mấy ai dám gọi thẳng tên ông nội hắn ta ra như vậy nhưng Thanh Phong lại dám gọi một cách tự tiện. Xong, khi thấy vẻ mặt của nhóm Chu Minh Hảo thì hắn ta đã tin hơn phần nào. chương 383, cậu rộng lượng bỏ qua cho chúng tôi lần này. Tôi, tôi. Dương Xuyên cứ ấp úng mãi mà không nói nên lời. Mặt thì méo như quả cà héo. Đối mặt với tập đoàn bác giã thì hắn ta còn nói được gì nữa đây? Mọi người thì sao? Ai có ý cao kiến gì không? Thanh Phong mỉm cười rồi ngẩng lên nhìn ba người nhà họ lạc. Quỳnh, bất kể là Lạc Mai, Lạc Viễn Hà hay thậm chí là Lạc Vinh Quang đều đang tái mét mặt. Họ cúi gằm mặt xuống, chán mướt mồ hôi. Đến Dương Xuyên cũng kinh hãi, giờ họ còn nói được gì nữa? Dám nói nữa không? Cậu gì ơi, chúng tôi không cố ý đâu, thật đấy. Đúng đúng, là cháu gái tôi lỡ lời, về tôi sẽ dạy lại nó. Cậu rộng lượng bỏ qua cho chúng tôi lần này. Lạc Vinh Quang rè rặt lên tiếng, Lạc Viễn Hà cũng nhanh chóng xin lỗi. Nếu chọc giận người này, đừng nói là họ, cả nhà họ Lạc cũng xong đời ngay. Rộng lượng ư, tiếc rằng tôi có là gì trong mắt các người đâu. Thanh Phong mỉm cười, chỉ với một câu nói, anh ta đã khiến ba người nhà họ Lạc sợ bay hết hồn vía. Được rồi, nể tình các người có thành ý, tôi dơ cao đánh khẽ, tha cho các người lần này. Thanh Phong nhếch miệng cười. Thật ư, cảm ơn cậu. Lạc Vinh Quang mừng rỡ, nhưng ông ta còn chưa nói hết câu cảm ơn thì Thanh Phong đã cắt ngang lời. "Nhưng các người không được tham gia vào buổi đấu thầu này nữa, về đi." "Hả?" Nụ cười trên mặt Lạc Vinh Quang tắt ngúm. Ông ta như rơi xuống vực thẳm. Mấy ngày qua, bọn họ cố gắng biết nhường nào để bám lấy Dương Xuyên, mong có cơ hội tới tham dự đấu thầu. Giờ đến nơi rồi lại không được vào ư? Chương 384 phải cúi đầu ư? "Vâng vâng, chúng tôi đi, đi ngay đây." lạc vinh quang gật đầu lia lịa dù trong lòng rất không cam tâm nhưng cũng đành dẫn con cháu nhà mình ra về dánh vẻ ủ rũ của họ như cháu nhà có tang đúng là khi đi hoành tráng lúc về tả tơi thấy ba người nhà họ lạc đã ra về những người khác lập tức im bặt tất cả đều đang tập trung xem kịch hay lạc tuyết đứng cạnh sở bắc cũng đã thần người ra cô không ngờ chuyện lại thành ra thế này còn sở bắc chỉ cười coi như không có chuyện gì anh vừa nhớn mày một cái thanh phong đã chuyển hướng sang người khác ngay anh dương anh còn gì muốn nói nữa không nếu không thì mời về cho thanh phong cất giọng thờ ơ nghe thấy thế mọi người lại được phen kinh ngạc là cậu chủ của nhà họ dương lẽ ra dương xuyên phải là nhân vật chủ chốt của ngày hôm nay mới phải nhưng bây giờ hắn ta lại bị đuổi đi ư nếu là trước kia đây sẽ là một chuyện rất khó tin xong bây giờ đã có người dám biến nó thành sự thật rồi. Vì người dám đổi Dương Xuyên về chính là tổng giám đốc của tập đoàn Bắc Giã. Này anh, anh làm vậy có phải hơi quá đáng rồi không? Mặt Dương Xuyên sắp trắng bệch như tờ giấy. Hắn ta cắn răng nói ra một câu mà không có chút oai phong nào. Tôi không nghĩ vậy. Thanh Phong khoanh tay với dáng vẻ khoan thai. Đương nhiên, nếu anh muốn ở lại thì cũng được thôi. Dương Xuyên mỉm cười rồi rời ánh mắt về phía sở bắc. Phải làm gì chắc không không cần tôi dạy chứ. Dương Xuyên nhìn theo hướng của Thanh Phong thì thấy sở bắc đang ung dung, mặt hắn ta càng tái hơn. mươi 385 đầy sự căm hận. Đương nhiên, hắn ta không nói trực tiếp với sở bắc mà chỉ xin lỗi chung chung. Chứ bảo hắn ta xin lỗi sở bắc trước mặt mọi người thì sao hắn ta chịu nổi. Thanh Phong quá rõ với suy nghĩ của Dương Xuyên anh ta không vạch trần ngay mà nói, nếu vậy, anh thử nói xem ai nên bước vào trong đầu tiên. Mặt Dương Xuyên hết xanh lại đỏ. Hắn ta cắn răng rồi lùi lại một bước để nhường đường. Anh sở, cô lạc, mời. Chu Minh Hạo phất lờ Dương Xuyên, rồi làm động tác mời với sở bắc. Lạc tuyết ngẩn ra, không chờ cô lên tiếng, sở bắc đã kéo cô đi vào trong. Nhóm Lý Hải Đông và Thanh Phong cũng ngay theo sau để hộ tống sở bắc khi đi lướt qua người Dương Xuyên, sở bắc khựng lại. Xong, anh chỉ lắc đầu chứ không nói gì. Trông Dương Xuyên lúc này vô cùng hèn mọn. Thấy những người đó đi vào rồi, hắn ta mới dám cất bước. Vành mắt hắn ta đỏ hoe, chứa đầy sự căm hận. Sở bắc chết tiệt, mày cứ chờ đấy. Dương Xuyên thầm thề rằng hôm nay mình phải dùng tiền để lấy lại thể diện. Chờ khi hắn ta nắm được mạch sống kinh tế của Tân Hải rồi, đám người kia đừng hòng sống yên ổn cậu sở, cô lạc, mời. Sau khi họ bước vào đại sảnh, đã có nhân viên phục vụ bước tới dẫn sở bắc tới hàng ghế đầu. Anh và Lạc Tuyết ngồi xuống xong, nhóm Chu Minh Hạo và Lý Hải Đông mới dám ngồi. Hiện giờ, sở bắc ngồi giữa trung tâm, bên trái là Thanh Phong, bên phải là Lạc Tuyết. Đến Chu Minh Hạo cũng chỉ dám ngồi trách một phía thôi. Còn Dương Xuyên vốn được xếp ở hàng ghế đầu thì giờ đang ngồi tận hàng thứ năm. Chẳng ai dám ngồi cạnh hắn ta, ngoài đám tay chân. Chương 386 Dự án này không phải là quá lớn. Chào mừng mọi người đã tới tham gia buổi đấu thầu. Thấy mọi người đã đến đủ, Bí thư Vương bước lên sân khấu. Tôi xin thay mặt cho chủ tịch Chu lên tuyên bố, buổi đấu thầu chính thức bắt đầu. Sau đó, bầu không khí tại đây đã nóng lên. Không ít người sáng mắt lên, chuẩn bị mài dao. Số còn lại thì liếc nhìn các nhân vật lớn ở đây dẫu sao, họ mới là nhân vật chủ chốt của tối hôm nay. Điều khiến mọi người ngạc nhiên là, nhóm Lý Hải Đông và Lưu Tông Tín lại chẳng có biểu cảm gì, như chuyện ở đây không liên quan tới họ. Bây giờ là dự án thứ nhất, là một khu nhà cũ ở phía Bắc, giá khởi điểm là 100 triệu. Sứt lời, Bí Thư Vương hướng ánh mắt xem có ai ra giá không. Đã có danh sách chi tiết dự án mời thầu rồi nên ông ấy không cần thiết nhắc lại nữa. 100 triệu, với những người bình thường mà nói thì đây là một con số trên trời. Nhưng với hầu hết mọi người ở đây thì lại rất bình thường. Dẫu sao, nếu không có giam 700 triệu thì không ai dám ló mặt đến đây. 110 triệu. Một lát sau, đã có người ngồi ở hàng ghế cuối lên tiếng. Dự án này không phải là quá lớn. Chắc các nhân vật có máu mặt sẽ không tranh với họ. Nếu họ bỏ lỡ những dự án như này thì coi như hết trò. 120 triệu. 130 triệu. Có người ra giá một cái là bầu không khí trở nên náo nhiệt ngay. Mỗi lần tăng giá ít nhất phải là 10 triệu. Chẳng mấy chốc, giá đã được đẩy lên thành 150 triệu. 150 triệu, còn ai trả cao hơn nữa không? Bí thư Vương mỉm cười rồi liếc mắt nhìn một vòng. Người vừa ra giá là gia chủ của một gia tộc hạng 2, lúc này, ông ta đang có vẻ căng thẳng. Chương 387 nếu tăng giá tiếp thì có mà lỗ chồng vó à. Một phần vì giá tiền, một phần vì người vừa dành với ông ấy lại là Dương Xuyên. Mẹ kiếp, một tập đoàn lớn như nhà họ Dương mà lại đi tranh cái dự án bé tẹo này à. Vị gia chủ kia tiếc lắm, nhưng cũng đành ngậm ngùi ngồi xuống. Có cho thêm 10 lá gan thì ông ấy cũng không dám tranh với Dương Xuyên. Bầu không khí lại rơi vào căng thẳng. Tất cả mọi người đều có vẻ mặt quái lạ. Bí thư Vương nếu không còn ai trả giá nữa thì ông chốt thôi chứ. Dương Xuyên dựa người vào ghế rồi đắc y nói. Hừ, nếu đám người này đã không nể mặt hắn ta thì hôm nay hắn ta sẽ không để lại một dự án nào cho ai cả. Bí thư vương ngẩn ra rồi vô thức nước nhìn Chu Minh Hạo. Chu Minh Hạo chỉ cau mày, chứ không có động thái gì. Sở bác ngồi bên cạnh thì hất tóc. 210 triệu. Thấy thế, Lý Hải Đông lập tức giơ tấm bảng trong tay lên. Hả? Dương Xuyên cao mày, 250 triệu. Hắn ta đang tức sôi máu nên không còn màng tới tiền nong gì nữa. Vì vậy, Lý Hải Đông đành cười nói, 300 triệu. Cái gì? Ông ta vừa nói dứt câu, tất cả mọi người đã ổ lên. Dù khu nhà cũ này có diện tích khá lớn, nhưng nếu quy hoạch lại thì cũng có thể kiếm được một, 200 triệu. Xong, giá được trả bây giờ đã gấp 3 lần giá ban đầu rồi dù Lý Hải Đông có giành được dự án thì cũng còn lời lãi gì đâu. Lý Hải Đông, ông biên rồi à? Dương Xuyên trợn mắt với vẻ khó tin. Đương nhiên là không, đấu thầu cũng giống đấu giá thôi, ai trả cao thì được. Nếu cậu Dương có thể trả cao hơn thì tôi nhường. Lý Hải Đông mỉm cười với vẻ thản nhiên. Dương Xuyên tức đến mức trợn trừng mắt rồi đành hậm hực ngồi xuống. mươi 388 đùa nhau à? Dự án thứ hai là cải tạo khu đất hoang, Bên trên cấp cho 500 triệu, mời các vị. Bí thư Vương vừa nói dứt câu, bầu khí lại lắng xuống. Dự án này không giống dự án trước, bên trên đã cấp trước một khoản tiền rồi. Bên nào có thể nhận thầu với mức giá thấp nhất sẽ thắng. Hơn nữa, dự án này khá cồng kềnh, vớ vẩn là lỗ như chơi. 400 triệu. Thấy không ai lên tiếng, gia chủ của một gia tộc hạng 2 đứng dậy. Ông ấy đã xem qua giới thiệu về dự án này, vì vậy, biết rõ chắc chắn có thể hoàn thành dự án với 400 triệu. Thậm chí, ít nhất còn có thể lời ra được 100 triệu. Mấy gia chủ của gia tộc hạng hai khác cũng đang suy nghĩ. Không biết nên trả giá bao nhiêu để đạt được lợi nhuận cao nhất đây. 500 triệu. Trong lúc mọi người đang đắn đo suy nghĩ thì Dương Xuyên đã giơ tay lên. Hắn ta nói ra một con số khiến tất cả mọi người dừng hình. Bên trên cho 500 triệu, Hắn ta lại đòi cả 500 triệu luôn ư? Thế là sao? Đùa nhau à? Thấy mọi người nhìn mình với ánh mắt quái lạ, Dương Xuyên chỉ mỉm cười. Mọi người cứ bình tĩnh, nhà họ Dương chuẩn bị tiến vào Tân Hải thì chắc chắn phải có cống hiến gì đó. 500 triệu này coi như quà mà nhà họ Dương chúng tôi tặng cho Tân Hải. Nghe thấy vậy, mọi người không khỏi ca ngợi. Nhà họ Dương chịu chơi thật. Dương Xuyên mỉm cười đắc ý rồi liếc nhìn xuống hàng ghế trên cùng sau đó, mặt hắn ta lập tức sầm lại. Thấy thế, sở bác chỉ biết lắc đầu. Ấu Trĩ chương 389 tâm địa xấu xa, không ngờ vẫn còn người khác hâm hơn hắn ta. Mặt dương xuyên nhăn lại. Rõ ràng Lưu Tông Tín này đang ngáng đường hắn ta mà. Xong, Lưu Tông Tín chỉ liếc hắn ta một cái. Cậu Dương, xin lỗi nhé. Tôi là người gốc Tân Hải nên đương nhiên cũng phải làm gì đó cho quê mình rồi. Ông, nghe thấy thế, Dương Xuyên tỏ vẻ dữ dằn, nhưng không nói gì nữa. Rõ ràng Lưu Tông Tín đang dùng chiêu gậy ông đập lưng ông. Lạc Tuyết ngồi cạnh sở Bắc thì đã ngây ngốc. Với những người này, năm 600 triệu chỉ như năm, 6 đồng. Thế giới của người có tiền thật là khó hiểu. Nhưng cô không hiểu tại sao hình như các nhân vật lớn này đều đang chống đối Dương Xuyên. Sở Bắc ngồi bên cạnh chỉ nhếch mép cười. Dù anh không nói gì, nhưng đã nắm cục diện trong tay. Thanh Phong mỉm cười, cảm thấy hơi vô vị. Toàn các dự án bé tẹo, chẳng bỏ cho anh ta tham gia. Vậy thì tôi thay mặt cho người dân Tân Hải cảm ơn gia chủ Lưu. Bí thư Vương lên tiếng rồi chốt đơn. Tiếp theo. Khoan đã. Dương Xuyên lập tức ngắt lời. Hắn ta đứng dậy dưới cái nhìn tròng trọc của mọi người rồi liếc mắt với vẻ coi thường. Bí thư Vương, các dự án này nhỏ quá, cứ thế này khéo đến tối cũng không xong mất. Tôi thấy hay chúng ta gộp các dự án nhỏ thành một rồi đấu thầu chung đi, tránh cho kẻ khác lại chen chân vào. Dương Xuyên vừa nói dứt câu, mọi người đều tỏ vẻ kinh ngạc. Gộp chung các dự án nhỏ lại với nhau ư. Thế có mà lên đến cả trăm tỷ à. Cùng với vẻ kinh ngạc, hầu hết mọi người đều đàn rẻ biểu Dương Xuyên. Tránh cho kẻ khác chen chân ư. Hắn ta nói vậy là chê bôi họ chứ gì. Hắn ta định không chừa một dự án nào lại cho họ đây mà. Tâm địa xấu xa. Chương 390 tôi muốn xem thử lần này ai dám giành với tôi. Chuyện này, thư ký Vương trên bục đột nhiên không thể quyết định. Ông ta không thể quyết định một chuyện lớn như thế. Chỉ có thể nhìn Chu Minh Hạo ở bên dưới. Chu Minh Hạo nhíu mày, ông ta cũng lần đầu tiên gặp trường hợp này. Nếu là trước đây, ông ta chắc chắn sẽ từ chối. Nhưng bây giờ, ông ta nghĩ ngợi một lúc, liếc nhìn Sở Bắc. Như thế cũng tốt tiết kiệm được thời gian. Vẻ mặt sở bắc không hề dao động, anh khẽ gật đầu. Lúc này Chu Minh Hạo mới dám quyết định, đưa mắt ra hiệu cho thư ký Vương. Được, cứ làm theo cậu chủ Dương nói. Thư ký Vương đồng ý, giọng nói không khỏi nặng nề thêm mấy phần. Vài dự án khác đều là phát triển đô thị, bất động sản, đất nền, tổng là 62 tỷ 500 triệu. Nếu đã muốn đấu thầu chọn gói thì tính tổng là 60 tỷ. Thư ký Vương vung tay lên, mọi người bên dưới chỉ cảm thấy tê dại cả ra đầu. Làm tròn số là đã nuốt mất 2 tỷ rưỡi rồi. Hầu hết mọi người sống trên đời, chỉ sợ đến cuối đời cũng không thể nhìn thấy nhiều tiền như vậy. Cả phòng lại rơi vào yên tĩnh lần nữa. 60 tỷ. Cái giá trên trời như thế không phải là thứ mà người bình thường gánh nổi. Dù là Lý Hải Đông cũng không thể. Quả nhiên thư ký Vương rất thẳng thắn, nếu đã thế thì tôi sẽ chi ra 60 tỷ. Dương Xuyên bình thản cười, một chốc đã thêm vào 2 tỷ rưỡi. Hắn ta vừa đắc ý ngồi tựa nửa người vào ghế, vừa khiêu khích nhìn Chu Minh Hạo và Sở Bắc. "Tôi muốn xem thử lần này ai dám giành với tôi." Mọi người đều cúi đầu xuống, chỉ đành ngước nhìn con số này. Dù là mấy ông lớn như Lưu Đông Hải và Lưu Tông Tín cũng hơi không theo kịp. Mặc dù tài sản của họ không chỉ là con số này, nhưng chi ra nhiều tiền mặt như thế là không thực tế cả căn phòng cũng chỉ có sở bắc và thanh phong không chỉ không ngạc nhiên, sợ hãi mà vẫn giữ nụ cười bình thản trên môi. Audio điện tử võ tấn bền chương 391, người đưa giá cao hơn thì có cơ hội, nói hay lắm. Quả nhiên tập đoàn bác giã có nguồn tài chính dồi dào. Vừa dơ bảng đã là 70 tỷ. Lạc tuyết bên cạnh gần như đã mất cảm giác. 70 tỷ, chỉ sợ có thể chất thành một ngọn núi nhỏ rồi nhỉ vẻ mặt Dương Xuyên hơi cứng lại, không được tự nhiên lắm. Hắn ta không hiểu biết gì nhiều về tập đoàn Bắc Giã. 71 tỷ. Dương Xuyên dự tính thêm 1 tỷ muốn xem giới hạn của Thanh Phong. Dù tập đoàn Bắc Giã có nguồn tài chính mạnh đến đâu, nhưng vừa xây dựng công ty tại Tân Hải mà còn có thể chi ra nhiều tiền như thế sao? 75 tỷ. Không ngờ Thanh Phong chỉ bình thản tựa vào ghế, vẻ mặt cực kỳ ung dung như thể số tiền lớn như thế chỉ là một con số nhỏ mà thôi. Khóe môi dương xuyên khẽ giật, mọi người đều trợn mắt há mồm. Hắn ta có thể hết giá 70 tỷ, nhưng hắn ta không thể nhìn thấu giới hạn của thanh phong. 75 tỷ 100 triệu. Dương xuyên cắn răng, lần này chỉ thêm 100 triệu. Nhưng dù là thế, con số này cũng đã đến mức khổng lồ rồi. Mới có một chút tiền, cậu chủ Dương đã sắp không lên nổi nữa à. Thanh Phong bình thản cười, lời nói của anh ta khiến mọi người đều cảm thấy quái lạ, thầm cảm thấy dở khóc dở cười. Một chút tiền như thế, anh xem tiền là từ trên trời rơi xuống à? Mí mắt Dương Xuyên khẽ run lên, nếu không phải để ý đến thân phận của Thanh Phong thì hắn ta đã mắng cho một trận rồi. Người đưa giá cao hơn thì có cơ hội, dù thêm một đồng thì tôi cũng đúng theo quy tắc. Nghiến răng nghiến lợi một lúc lâu, Thanh Phong mới nói được một câu nhưng người thông minh đều có thể nhìn ta dương xuyên đã sợ rồi hắn ta đã bị thanh phong chèn ép về mặt khí thế sở bắc khẽ cười rồi lắc đầu nhấp một hớp nước trà lạc tuyết bên cạnh không thể không bái phục tố chất tâm lý của anh đây là cuộc tranh giành mấy mươi tỷ dù chỉ là xem thôi cũng không khỏi khiến người ta tim đập bình bịch người đưa giá cao hơn thì có cơ hội nói hay lắm thanh phong gật đầu đã thế thì tôi làm tròn số Chương 392 hắn ta không cam lòng, một phát đã thêm vào 4 tỷ 9. Cậu làm tròn là làm tròn thế à? Quả nhiên có tiền thì có thể muốn làm gì cũng được. Còn Dương Xuyên Suýt nữa đã tức sôi máu. Mẹ kiếp, đây rõ ràng là cố ý phá hắn ta mà. Có người nâng giá như anh sao? Nhưng Thanh Phong vẫn bình tĩnh như trước, khẽ cười nhìn Dương Xuyên. Cậu chủ Dương, thế nào? Tiếp tục ra giá, dù một đồng cũng được. Địch, khóe môi Dương Xuyên khẽ giật, suýt nữa ngất tại chỗ. Thêm một đồng, vừa rồi hắn ta nói bừa thế cũng chỉ là vì thể diện. Nếu làm thế thật thì nhà họ Dương còn không bị người ta cười chết mất à. Nhưng bây giờ nếu không tăng giá, thế chẳng phải nói Dương Xuyên sợ rồi à? 81 tỷ. Dương Xuyên nghiến răng mới vừa nói được bốn chữ đã bị người bên cạnh ngất lời. "Cậu chủ, suy xét cẩn thận." Nhìn sắc mặt khó coi của cấp dưới, Dương Xuyên sầm mặt, ý nghĩ muốn chết cũng đã có. Tiền vốn mà gia tộc đưa cho hắn ta chỉ có 80 tỷ. Dù hắn ta có tăng thêm thì chắc chắn Thanh Phong cũng sẽ không buông. Đến lúc đó người mất mặt vẫn là hắn ta. Hơn nữa ngộ nhớ Thanh Phong đang âm mưu hại hắn ta, nâng giá lên rồi lại không lấy nữa. Hắn ta lấy đâu ra nhiều tiền như thế để bù vào? Giành được dự án nhưng không có tiền, đây là điều đại kỵ. Chết tiệt vẻ mặt dương xuyên bỗng chốc biến thành màu gan lợn. Lẽ nào phí công đến thế mà lại không có tác dụng gì? chương 393 một dự án cuối cùng, nói thế nhưng dương xuyên lại tức không thôi. Trước không nói tức đến mức này, bây giờ trở về tay không mà vẫn không bị người của gia tộc mắng được sao? Ha ha, nếu cậu chủ dương đã nhường như thế thì tôi không khách sáo. Thanh Phong khẽ cười, ánh mắt hiện lên vẻ sâu xa. Ok, Tất cả những dự án này đều do anh Thanh Phong giành được." Thư ký Vương vừa dứt lời, cả sảnh lớn bỗng chốc vang lên từng tiếng ngạc nhiên. "80 tỷ? Dự án lớn như thế, chẳng phải sau này cả giới kinh doanh của Tân Hải đều do tập đoàn Bắc Giá quyết định sao?" Mọi người đều cảm thấy không thể bình tĩnh được, mặc dù chỉ là nhìn thôi nhưng cũng như thể đến một nơi khác. "Chúc mừng, chúc mừng." sau này tập đoàn bắc giã chính là đầu tàu của tân hải rồi mong quan tâm đến chúng tôi nhiều hơn mới phải cậu thanh phong sau này nếu có gì cần tôi chắc chắn sẽ giúp lý hải đông và lưu tông tiến nhanh chóng làm thân lời thì nói với thanh phong nhưng lại nhìn sở bắc tóm lại không thể đắc ý với hai vị này mấy nhà vui mừng mấy nhà sầu khổ có thể nói hôm nay dương xuyên thua hoàn toàn nghĩ đến hậu quả sắc mặt hắn ta càng khó coi hơn chết tiệt hắn ta thầm mắng trợn mắt nhìn thanh phong sau đó ánh mắt tập trung vào sở bắc hắn ta không phải kẻ ngốc đến lúc này dù gì cũng phải nhìn ra được một chút chỉ sợ quan hệ của thanh phong và sở bắc không phải bình thường thậm chí thanh phong còn nghe theo lệnh của sở bắc chẳng lẽ hắn ta nghĩ đến một khả năng nhưng nhanh chóng phủ nhận nó sở bắc chỉ là một tên mù và còn là con rể đi ở nhờ địa vị sao có thể ở phía trên tổng giám đốc tập đoàn bắc giã Chắc chắn là do mình nghĩ nhiều quá. Sở Bắc, chúng ta đi xem thử. Dương Xuyên hừ một tiếng, đứng lên định đi. Chương 394 càng đừng nói đến các chi phí khác. Những người khác cũng không khỏi tỏ vẻ nghi ngờ chứ đừng nói là Dương Xuyên. Hừ, chỉ một dự án nhỏ, tôi không hứng thú. Dương Xuyên hừ một tiếng, giọng nói tràn đầy tức giận. Ai mà ngờ thư ký Vương lại khẽ cười. Cậu chủ Dương, cậu nói sai rồi. Dự án cuối cùng này khá đặc biệt, được ông Chu nghiên cứu quyết định và thêm vào từ tối hôm qua. Ồ, nói xem thử. Dương Xuyên nhíu mày, sau đó cảm thấy khá hứng thú. Những người khác cũng đều rất mong đợi. Thư ký Vương và Chu Minh Hạo nhìn nhau, lúc này mới nói. Mọi người đều biết, mặc dù thành phố Tân Hải chúng ta ở gần Tân Hải, nhưng bến cảng lại nhỏ hẹp, ngoại thương không phát triển mạnh. Nhưng mấy ngày trước, có doanh nghiệp nước ngoài chủ động tìm đến hợp ác, nhưng một trong các điều kiện là mở rộng bến cảng Tân Hải. Thư ký Vương vừa dứt lời, cả sảnh lớn đều yên lặng. Chỉ còn lại tiếng thở nặng nề của mọi người. Bến cảng Tân Hải đã đóng cửa 5 năm vì một vài nguyên nhân đặc biệt. Nếu mở rộng lại lần nữa, chỉ riêng chi phí thuê mướn cũng đã là một con số khổng lồ. Càng đừng nói đến các chi phí khác. Nhưng những gì nhận lại được chắc chắn là xứng đáng để bỏ ra. Dù sao chỉ cần bến cảng được mở rộng, hơn một nửa hàng hóa xuất nhập khẩu của cả tân hải đều sẽ đi qua nơi này cả hiện trường im ắng như tờ dù là thanh phong cũng không khỏi nhíu mày nhìn sở bắc trong mắt hiện lên ý tứ hàm xúc khác lạ sở bắc thu lại nụ cười trầm ngâm suy xét không nhìn ra cảm xúc được tôi ngồi xuống đợi xem thư ký vương đừng nói nhiều nữa báo giá luôn đi nếu có thể lấy được bến cảng chắc chắn là một món hời dù trả thêm nhiều tiền hơn cũng đáng Bây giờ hắn ta thậm chí còn cảm thấy may mắn, cũng may lúc nãy không đấu giá được dự án kia. chương 395, 80 tỷ lẻ một đồng. Cách làm này của thư ký Vương vẫn rất thần kỳ. Nếu trực tiếp đưa giá, có lẽ Dương Xuyên có thể nâng giá lên. Nhưng thư ký Vương nói thế có ý vị rất sâu xa. Dương Xuyên nhíu mày cũng không vội lên tiếng. Mặc dù mấy gia tộc của các gia tộc nhỏ cảm thấy ngứa ngáy khó bề kìm nén nhưng lại không dám lên tiếng. Giá quyền kinh doanh 10 năm bến cảng không chừng còn rẻ hơn 80 tỷ lúc nãy. Mà mấy người Lý Hải Đông lại vô thức nhìn Sở Bắc. Thấy Sở Bắc không có bất kỳ động thái nào, dù là Thanh Phong cũng không lên tiếng. Im lặng trong chốc lát, cuối cùng Dương Xuyên vẫn không nhịn được. "Các vị, nếu không có ai ra giá, vậy thì tôi trước vậy. 80 tỷ, nhà họ Dương tôi muốn 10 năm của bến cảng này." Dương Xuyên vỗ ngực tỏ vẻ rất đắc ý dù tập đoàn Bắc Giá Anh có mạnh đến mức nào vẫn có thể chi ra 80 tỷ nữa sao? Dương Xuyên vừa dứt lời, mọi người đều rơi vào trầm tư. Dù là mấy người Lý Đông Hải cũng thế. Thế lực của nhà họ Dương rất mạnh, bụng bồ giao găm, nếu để hắn ta giành được bến cảng chưa chắc đã là chuyện tốt với Tân Hải. Thanh Phong và Sở Bắc không nói gì không có nghĩa là không có tiền. Chỉ là 5 năm trước, bến cảng đóng cửa vì chuyện kia, giờ lại muốn mở rộng bến cảng lần nữa có phải cũng có liên quan đến chuyện kia không? Sở Bắc hít sâu một hơi, cuối cùng nói. Đồ của Tân Hải không thể để rơi vào tay người ngoài. Hửm, Lạc Tuyết ngây người, không hiểu ý của Sở Bắc. Nhưng Thanh Phong lại không do dự dơ bảng trong tay lên. 80 tỷ lẻ một đồng. Ra giá một cách kỳ lạ như thế khiến không ít người không nhịn được bật cười. chương 396, 100 tỷ. Tôi có trả được nhiều như thế không thì anh cứ đi hỏi Dương Thiên Trạch là biết thôi." Sắc mặt Dương Xuyên càng khó coi hơn. Nếu Thanh Phong đã dám ra giá chắc chắn có thể trả được. Nhưng giới hạn của hắn ta cũng chỉ có 80 tỷ. Lẽ nào vẫn phải nhường lại cho người khác sao? "Cậu chủ, tin nhắn của ông chủ." Ngay khi hắn ta đang cảm thấy không cam lòng thì cấp dưới bỗng nói, sau đó đưa điện thoại ra trước mặt hắn ta. Dương Xuyên chỉ liếc nhìn một cái, bố hắn ta cũng là gia chủ nhà họ Dương gửi tin nhắn đến, nội dung rất ngắn gọn. Bằng mọi giá phải giành được bến cảng. 81 tỷ. Dương Xuyên có chỗ dựa nên không sợ lại ra giá. Thanh Phong chỉ cười nói 81 tỷ lẻ một đồng. Anh, anh đang chơi tôi đấy à? Dương Xuyên trợn mắt, hơi tức giận nói. Cậu chủ Dương nói vậy là không đúng rồi. Thanh Phong khẽ cười, người đưa ra giá cao hơn thì thắng, thêm một đồng cũng là giá cạnh tranh, Hình như đây là lời anh nói mà nhỉ. Phụt, Lạc Tuyết vừa nghe nói thế không kiềm chế được vì cười. Nhớ đến bật cười không đúng lúc, cô vội vàng che miệng lại. Mấy gia chủ của các gia tộc nhỏ phía sau cũng bật cười. Chỉ có Dương xuyên mặt mày trắng bệch, cực kỳ tức giận. 90 tỷ, để tôi xem anh tranh với tôi thế nào. 90 tỷ. Chỉ thoáng chốc giá đã bị đẩy lên đến mức cao nhất quan trọng hơn là ai có thể giành được quyền kinh doanh của bến cảng. Giới kinh doanh ở Tân Hải sau này sẽ do người đó quyết định. 90 tỷ lẻ một đồng. Thanh Phong lại nhẹ nhàng tăng thêm một đồng nữa. Dương Xuyên cảm giác mình sắp tức sôi máu. 91 tỷ. 91 tỷ lẻ một đồng. 92 tỷ. 92 tỷ lẻ một đồng. chương 397 tuyệt vọng, lại vô lực. Vù ánh mắt tất cả mọi người đều tập trung nhìn Thanh Phong. Ẩn ý lại không giống nhau. Nếu có thể lựa chọn, đương nhiên bọn họ thà rằng tập đoàn Bắc Giã lấy được bến cảng. Chỉ là, tập đoàn Bắc Giã vừa mới bỏ ra 80 tỷ, còn có thể bỏ ra thêm 100 tỷ hay sao? Dưới ánh mắt nghi hoặc của mọi người, sở bắc khẽ cười, gật đầu. Lúc này Thanh Phong mới thản nhiên ngừng đầu. 100 tỷ, lẻ một đồng. Vừa dứt lời, gương mặt tươi cười của Dương Xuyên lập tức cứng đờ sắc mặt không còn chút máu. Một trăm tỷ, mặc dù chỉ hơn một đồng nhưng vẫn là thật. Dương Xuyên biết, cho dù bản thân có tăng thêm bao nhiêu thì Thanh Phong cũng sẽ tăng thêm một đồng mà thôi. Cảm giác này giống như hạt giống vừa mới nảy mầm thì đã bị một tảng đá đè nát. Cho dù có sinh trưởng đến đâu cũng sẽ bị đè đầu. Tuyệt vọng, lại vô lực. Xung quanh lặng ngắt như tờ. Đều đang chờ đợi Dương Xuyên đáp trả. Sở bác khẽ tựa vào ghế, uống một ngụm trà. Vẻ mặt từ đầu đến cuối vẫn không chút thay đổi. Trái lại lạc tuyết thì nắm chặt cánh tay anh, căng thẳng đến chảy cả mồ hôi. Mặc dù cô chỉ là khách, nhưng với cảnh tượng, hoành tráng, như vậy, vẫn khiến cô lo lắng không thôi. Cậu Thanh Phong ra giá 100 tỷ lẻ một đồng, cậu Dương, anh xem. Thư ký Vương lạnh nhạt mở lời, ánh mắt nhìn Dương Xuyên đầy suy nghĩ. Tôi! Dương Xuyên tức đến cả mặt đỏ ửng, nếu có thể thêm thì hắn ta còn nhẫn nhịn như vậy sao? mươi 398 Than Phong là đang nhắc nhở bọn họ. Mà người nắm giữ tất cả chuyện này, hiển nhiên chính là Sở Bắc. Đối với chuyện này, Sở bác chỉ nhún vai, chẳng buồn để ý. Dương Xuyên lạnh lùng chừng mắt nhìn anh, rồi đưa người rời đi. Chỉ là bộ dạng thảm hại ấy cũng chẳng khác gì chó nhà có tang. Không ít ánh mắt nhìn hắn ta đều ngập tràn vui sướng khi người gặp họa. Dương Xuyên này nói như rồng leo làm như mèo mửa, lấy quyền ép người, rơi vào cảnh này, có thể nói là quá hả hê. Chúc mừng cậu Thanh Phong lấy được quyền sử dụng bến cảng Tân Hải 10 năm. Giọng nói thư ký vương vang dội dẫn đầu vỗ tay. Tiếng vỗ tay như sấm rền, vang vọng khắp hội trường, kéo dài không thôi. Thanh Phong khẽ cười, vẫy nhẹ tay, cũng không nói gì. Xuất đầu lộ diện là chuyện anh ta thật sự không thích. Sau khi buổi đấu thầu kết thúc, tập đoàn bác giã trở thành người thắng đậm nhất, mọi người lần lượt đứng lên, chuẩn bị rời đi. Sở bắc cũng đứng dậy, khẽ cười. Nếu đã là bến cảng của Tân Hải thì đương nhiên thuộc về Tân Hải, mọi người cùng nhau khai phá mới đúng. Sứt lời, Lạc Tuyết vẫn còn ngơ ngác. Lưu Tông Tín, Lý Hải Đông và Trương Hồng Viễn đều vui mừng trong lòng. Cảm ơn cậu sở đã rộng lòng. Cậu sở yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ không phụ hy vọng của anh. Bọn họ khổ cực vừa bưng trà vừa đưa nước, đợi chờ chẳng phải chính là câu nói này sao. Sở bắc gật đầu, không nói gì, đưa lạc tuyết cất bước rời đi. Sở bắc vừa đi, ánh mắt mọi người đều dán chặt trên người Thanh Phong. Cậu Thanh Phong, sau này, phải nhờ cậu dìu dắt rồi. Không sai, chỉ cần một câu của cậu Thanh Phong, chúng tôi cũng sẽ lên núi đao xuống biển lửa, không từ cái chết. Cậu Thanh Phong, sau này chúng tôi sẽ theo anh chương 399, một đám rác rưởi nhìn thấy Dương Xuyên đi ra, thì lập tức lên đón. Chúc mừng, ông chúc mừng cái gì? Nhìn thấy gương mặt nịnh hót của Lạc Viễn Hà, vẻ mặt Dương Xuyên lại tái nhật hơn. Đương nhiên là chúc mừng cậu lấy được hạng mục lớn, độc chiếm Tân Hải rồi. Lạc Viễn Hà cúi đầu, không nhìn thấy vẻ khác thường của Dương Xuyên, vẫn chúc mừng như cũ. Cậu Dương đích thân ra tay mà còn không lấy được sao? Sau này, nhà họ lạc chúng tôi. Ông cầm miệng cho tôi. Bốp, lạc viễn hà đang định bày tỏ, thì một cái tát đã cắt ngang lời của ông ta. Gương mặt dương xuyên u ám, trực tiếp tát một cái vào mặt lạc viễn hà. Dùng sức nhiều, khiến lạc viễn hà lập tức ngã xuống đất. Cậu dương, cậu, cậu đánh tôi làm gì? Lạc viễn hà che mặt, kêu rên hoàn ức. Phía sau... Lạc Vinh Quang và Lạc Mai vốn muốn lên nịnh bợ lấy lòng cũng giật mình, lập tức không dám nói gì đánh ông làm gì ông đây còn muốn đá ông nữa đấy đôi mắt dương xuyên đỏ rực tiến lên tay đấm chân đá một hồi hắn ta vừa mới mất mặt mũi đang tức một bụng chưa có chỗ phát tiết đây không ngờ lạc viễn hà này lại sát muối vào vết thương hắn ta đây chẳng phải muốn chết hay sao ai ra cậu dương tôi sai rồi cậu nhẹ chút ai ra đối mặt với đòn cước như vậy lạc hà viễn chỉ có thể bảo về đầu rồi xin tha ngay cả Lạc Mai và Lạc Vinh Quang cũng thấp thỏm lo sợ, không dám nói gì. Cút cho tôi, cút xa ra, nếu không tôi thấy ông một lần thì đánh ông một lần. Dương Xuyên điên cuồng giống gào, một chân đá Lạc Viễn Hà lật trên đất. Lạc Viễn Hà không biết sốt cuộc là chuyện gì, chỉ dám ôm đầu chạy trốn. chương 400 đúng là không tưởng nổi. Đúng rồi, tôi nhớ sở bắc còn có một đứa con gái nữa. Vâng thưa cậu, chẳng lẽ... Thuộc hạ xứ người, bất giác chừng lớn mắt được rồi quay về rồi nói tiếp dương xuyên hô tay ánh mắt đầy hung tợn hừ tôi không động được thanh phong chẳng lẽ không động được sở bắc sao chúng ta cứ chờ xem mẹ nó dương xuyên này lại phát điên gì vậy tức chết ông đây mất sau khi rời đi lạc viễn hà che gương mặt sưng đỏ liên tục mắng chửi ông ta đã tuổi đã lớn vậy không tiếc mọi giá ôm đùi đã mất mặt lắm rồi không ngờ lại bị tên rác rưởi Dương Xuyên này đánh một trận. Nếu không phải e sợ thân phận thì Lạc Viễn Hà hận không thể tìm người đánh chết Dương Xuyên rồi. Bố, bố nói ít hai câu đi, nhớ đâu có người nghe thấy thì phiền to rồi. Lạc Mai bất đắc dĩ thở dài, mặc dù ả à ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Được rồi, chỉ là bị đánh một trận mà thôi, anh biết đủ đi. Lạc Vinh Quang vừa mới cúp điện thoại thì bĩu môi, sắc mặt khó coi lại có chút kinh ngạc. Vừa mới nhận được tin, kế hoạch của cậu Dương, toàn bộ đều thất bại rồi. À, bố con Dương Viễn Hà nhíu mày, vô cùng ngạc nhiên nghi ngờ. Toàn bộ đều thất bại rồi, là sao? Lạc Vinh Quang nhìn hai bố con, lại khẽ thở dài. Đại hội đấu thầu lần này cậu Dương không lấy được gì cả. Cái gì? Lời này vừa nói ra, bố con Lạc Viễn Hà lập tức sửng sốt. Đó là cậu cả nhà họ Dương, tay nắm giữ trăm tỷ tiền vốn đấy theo lý mà nói, hắn ta hẳn phải là nhân vật chính lần này mới đúng. Nhưng lại không lấy được gì. Audio điện tử võ tấn bền. Hết chương 400.